Xin kính chào quý bà con, quý chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long hôm nay. Thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý chị các bạn cùng tham khảo. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long trong một vài ngày trở lại đây thì đang tăng nhẹ trở lại quý bà con. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì tình hình giá thanh long có thể tăng mạnh trở lại để cho quý bà con nông dân mình có thể yên tâm. Thì tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay thì thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây giá về vựa nha quý bà con, thì lô 1 đang có mức giá đồng từ 11.000 đến 13.000 đồng ký, lô 2 thì đang có mức giá đồng từ 6.000 đến 8.000 đồng ký, lô 3 thì đang có mức giá đồng từ 2.000 đến 5.000 đồng ký. Tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây, ở khu vực miền Tây hiện nay thì thanh long ruột trắng thương lái đang mua xô với mức giá đồng từ 3.000 đến 4.000 đồng ký. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ, giá thanh long ruột đỏ thì ở khu vực Bình Thuận thì giá cũng đang dao động nhẹ, cũng đang tăng nhẹ. Cụ thể là tình hình giá thanh long ruột đỏ hiện nay thì ở khu vực Bình Thuận, thanh long ruột đỏ đẹp về giữa thì đang có mức giá đồng từ 19.000 đến 12.000 đồng một ký. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng, giá thanh long ruột trắng hiện nay ở khu vực Bình Thuận thì thương lái đang mua xô với mức giá đồng từ 2.000 đến 4.000 đồng một ký. Giá thanh long trong một vài ngày vừa qua thì có chiều hướng là đang tăng nhẹ, đây cũng là thực sự là một tín hiệu rất là vui. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì tình hình giá thanh long có thể tăng mạnh trở lại để cho quý bà con có thể yên tâm và có lãi. Còn với tình hình giá như vậy thì bà con nông dân mình cũng vẫn chưa có lãi, vẫn còn đang lỗ. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý bà con.